Xin chào các bạn. Vậy là chúng ta đã đi hết chặng đường cuối cùng của bộ môn thiết kế bao bì. Nếu như ở bài online thứ 6, chúng ta đã nắm được các giai đoạn cuối cùng trong một quy trình thiết kế bao bì từ những bước nghiên cứu, phân tích đến những thiết kế hoàn thiện. Ngày hôm nay, chúng ta sẽ nghiên cứu để có được một sản phẩm thiết kế bao bì hoàn thiện đưa đến tay của khách hàng thì cần phải có sự tham gia của những đơn vị liên quan như thế nào. Và sau đó là những cái kinh nghiệm dành cho các bạn nếu như các bạn đang muốn được lọt vào mắt xanh của các nhà tuyển dụng và để trở thành một nhà thiết kế bao bì chuyên nghiệp. Mục tiêu của bài hôm nay, các bạn sẽ nắm được tầm quan trọng của các đơn vị liên quan trực tiếp đến quá trình nghiên cứu và thiết kế bao bì, tìm hiểu về các đơn vị quản lý kinh doanh lĩnh vực thiết kế như là các thành phần trong ban quản lý của đơn vị kinh doanh và cuối cùng, các bạn sẽ biết cách làm thế nào để trở thành nhà thiết kế chuyên nghiệp trong mắt của nhà tuyển dụng. Nội dung của bài học hôm nay chúng ta có 3 phần. Đầu tiên là các bên liên quan, tiếp theo là các đơn vị quản lý kinh doanh và cuối cùng là làm thế nào để trở nên chuyên nghiệp trong mắt nhà tuyển dụng. Thật ngạc nhiên rằng trên thế giới có rất nhiều người không biết đến việc một sản phẩm bao bì được hình thành như thế nào, trong khi tất cả các sản phẩm khác như là những thiết kế thời trang, những thiết kế nội thất hoặc là kiến trúc lại là những ngành rất quan trọng và được rất nhiều người quan tâm. Mãi tới những năm gần đây thì bao bì mới nhận được sự chú ý của đông đảo người tiêu dùng trong khi từng ngày họ đều tiếp cận tới bao bì sản phẩm tiêu dùng. Thực tế thì người tiêu dùng rất ít để tâm tới quá trình một sản phẩm thiết kế bao bì vì đâu mà có và để có nó thì phải trải qua quá trình sáng tạo lâu dài và tốn kém như thế nào. Họ chỉ quan tâm đến cái đích cuối cùng chính là những bao bì sản phẩm mà họ cầm ở trên tay. Vai trò và trách nhiệm của các nhà thiết kế bao bì chuyên nghiệp cũng như là những cái cơ hội hiện có tương ứng rất đa dạng và ngày được mở rộng hơn. Thiết kế bao bì thật sự có vai trò thiết yếu đối với dòng chảy thương mại của sản phẩm tiêu dùng và mỗi một thành viên trong đội ngũ thiết kế và marketing thì có những cái đóng góp quan trọng vào quá trình tạo ra một thiết kế bao bì thành công. Những chủ thể này có thể sẽ gánh những trách nhiệm marketing, nghiên cứu hoặc phát triển, sản xuất hoặc là thiết kế và với mọi yêu cầu từ những chủ thể khách hàng thì công việc cũng sẽ có nhiều vấn đề phát sinh và sẽ có rất nhiều bên liên quan tham gia vào lĩnh vực đầy cạnh tranh này. Đó chính là tiêu chí cho việc thiết kế thương hiệu sản phẩm tiêu dùng. Trước đây, vai trò của các bên liên quan trong ngành công nghiệp bao bì thì được xác định một cách rõ ràng. Những người làm marketing thì sẽ đưa ra những quyết sách về marketing và những chủ thể xung quanh thì sẽ được coi là những nhà cung cấp dịch vụ. Tuy nhiên là hiện nay với những cái công nghệ công nghệ mới thì sự thay đổi trong nhận thức về thiết kế bao bì cũng như là sự gia tăng yêu cầu về môi trường bán lẻ buộc những người làm marketing phải kết hợp rất là nhiều đối tác trên phạm vi toàn cầu. Và những đối tác này thì sẽ cùng phối hợp nhằm phát triển các thiết kế bao bì đóng vai trò là nhân tố then chốt trong chiến lược phát triển thương hiệu toàn diện. Nếu hiểu được giá trị có tính toàn cầu của thiết kế bao bì thì người làm marketing sẽ cần sự giúp đỡ của rất nhiều mối quan hệ giữa bên thiết kế với các bên liên quan khác để có thể có được mục đích cuối cùng của mình là một sản phẩm thiết kế bao bì. Và trên thực tế, sự tham gia của tất cả các bên liên quan từ giai đoạn đầu tiên của việc thiết kế bao bì sẽ giúp chúng ta tiết kiệm thời gian và tiền bạc rất là nhiều. Hình ảnh trên slide chúng ta thấy là tất cả cái sự liên quan của những đối tượng tác động trực tiếp để cho ra đời một sản phẩm tiêu dùng. Các nhà thiết kế thường làm việc trong bộ phận thiết kế của một công ty hàng tiêu dùng, một hãng thiết kế hoặc là một hoạt động cá nhân riêng lẻ. Việc thiết kế có thể đòi hỏi sự tham gia của một cá nhân hoặc là một đội ngũ thiết kế chuyên nghiệp, uh, hoặc là khách hàng và cùng với đó là những cái đơn vị uh, in ấn. Nhiều công ty lớn thì về hàng tiêu dùng thì có hẳn một cái đội ngũ thiết kế mạnh và trong đó thì có rất nhiều người chuyên về thiết kế bao bì. Uh, tuy nhiên là họ vẫn có thể tiến hành thuê mướn bên ngoài nếu như cần thiết. Cơ cấu tổ chức dù là bộ phận thiết kế trong một công ty hàng tiêu dùng hay là một hãng thiết kế thì đều rất là khác biệt. Quy mô hoạt động sẽ ảnh hưởng tới cái cơ cấu và tổ chức cũng như là cách thức quản lý, trình tự hoạt động của đội ngũ thiết kế vai trò và trách nhiệm của đội ngũ sáng tạo trong một hãng thiết kế hoặc trong một nhóm thiết kế của công ty hàng tiêu dùng đều có thể có những cái khác biệt rất là lớn. Mọi công ty thì sẽ thành lập cho mình những cái đội ngũ thiết kế có cơ cấu phù hợp với nhu cầu hoạt động và yêu cầu của khách hàng. Những hãng thiết kế lớn thì thường gồm nhiều phòng thiết kế và trong mỗi phòng thì sẽ có một người giữ chức danh gọi là giám đốc điều hành và trong khi đó thì ở những hạng nhãn hàng nhỏ thì chỉ có một trưởng nhóm sáng tạo để bao quát mọi dự án mà thôi ờ, một vài hãng sẽ có những cái cơ cấu chặt chẽ và quy định cụ thể vai trò của từng cá nhân trong hãng nhưng cũng sẽ có một vài hãng có thể yêu cầu mỗi cá nhân phải đảm nhiệm nhiều nhiệm vụ khác nhau và tất nhiên là dù cơ cấu ở mỗi một đơn vị có khác nhau ra sao thì mọi các uh, tác nhân của một Phòng thiết kế hay là một nhóm thiết kế từ giám đốc sáng tạo cho tới bên sản xuất đều phải sát cánh để hoàn thành nhiệm vụ thiết kế một cách tốt nhất. Một số những cái nguyên tắc cơ bản trong quản lý lĩnh vực thiết kế bao bì liên quan tới việc biên soạn bản đề xuất và hợp đồng để tuân theo các nguyên tắc quản lý thời gian, phát triển ngân sách để quản lý dự án và quản lý đội ngũ thiết kế trong đó thì uh, làm việc với khách hàng có lẽ là những cái kỹ năng quản lý quan trọng nhất đối với hãng thiết kế bao bì. Hãng thiết kế này phải luôn duy trì một mặt bằng thống nhất khi tiếp xúc với khách hàng. Khách hàng có thể là người không hiểu biết đầy đủ về quy trình thiết kế, vì vậy mà trách nhiệm của đội ngũ thiết kế chính là uh, nhằm giúp cho khách hàng hiểu được những cái quy trình này. Trong quá trình làm việc với dự án sẽ không thể tránh khỏi gặp phải những cái thách thức về công việc. Ví dụ như là nhà thiết kế phải biết là lúc nào đưa ra những cái quyết định sáng suốt nhất Những chiến lược tìm hiểu những cái hãng thiết kế cạnh tranh như thế nào Ngoài ra họ còn phải ghi nhớ và quản lý tốt các mối quan hệ của mình Mối quan hệ giữa khách hàng và nhà thiết kế đôi lúc cũng giống như là những mối quan hệ hôn nhân Được xây dựng trên cơ sở lòng tin, những mối quan tâm chung và sự tôn trọng lẫn nhau vì vậy mà cả khách hàng và nhà thiết kế đều có phải có những cái thái độ lúc thì cứng rắn, lúc mềm dẻo để bàn bạc công việc một cách hiệu quả, trung thực và rõ ràng chính chính là cái chìa khóa gây dựng mối quan hệ hợp tác thành công nhất. Và điều cuối cùng cũng chính là uh, những nhà thiết kế phải luôn nắm rõ được rằng mình đang phục vụ cho đối tượng người tiêu dùng nào để có thể tìm ra những điểm chung nhất, chạm tới nhu cầu của người tiêu dùng Dù ở bất kỳ vị trí nào thì khách hàng luôn luôn kỳ vọng ở những kỹ năng nghề nghiệp, những kinh nghiệm về việc lên ý tưởng, màu sắc, hình ảnh, những kinh nghiệm về kinh nghiệm về việc hiểu biết thị trường, xã hội, người tiêu dùng và xu hướng vân vân của các nhà thiết kế. Và điểm mấu chốt để giữ được những mối quan hệ bền chặt đối với khách hàng chính là nhà thiết kế phải thể hiện được cái ưu thế của mình và tỏ ra khách quan khi nhận xét hoặc là đánh giá và có khả năng nhìn xa trông rộng những cái kỹ năng về việc giải quyết các vấn đề phát sinh hoặc là bám sát một cách chính xác cái quy trình làm việc và nhà thiết kế phải có tinh thần trách nhiệm cao và tuyệt đối là đừng trễ deadline. Đừng cố gắng nhái theo bất kỳ một cái thiết kế nào khác và hãy thể hiện rõ cái quan điểm về điều này. Và nhà thiết kế cũng không nên bỏ qua bất cứ một cái mối quan hệ nào bởi có thể một lúc nào đó những cái mối quan hệ đó sẽ giúp ích rất là nhiều cho thành công của bạn và cuối cùng, thành công của một thương hiệu là ở đâu? Đó chính là khi những sản phẩm được trưng bày trên kệ bán hàng của các cửa hàng bán lẻ hay là các siêu thị lớn và được đón nhận nhiệt tình từ phía người tiêu dùng. Người tiêu dùng sẽ là người trực tiếp trải nghiệm và đánh giá các sản phẩm khi có khi nó được bày bán tràn lan trên các kệ hàng và đương nhiên là họ sẽ có rất là nhiều sự cân nhắc lựa chọn và uh, bao bì chính là điều kiện đầu tiên khiến người tiêu dùng có thể ra quyết định mua hàng. Những sản phẩm có bao bì, nhãn mác thu hút thì sẽ rất là có lợi khi chúng được bày bán trên kệ hàng và được nhìn ở cự ly gần.